Cuộc chiến tranh dưới vỏ bọc chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành tại Ukraine đã kéo dài hơn 1 năm rưỡi, nhưng vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Các bên liên quan có thể vẫn đang tranh cãi với nhau về việc Nga hay Ukraine đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Nhưng có một điều mà có lẽ tất cả các bên đều thống nhất. Chính quyền Kiev của Tổng thống Zelensky rất cần có sự hỗ trợ từ Mỹ và khối NATO để có thể chống lại quân đội Nga của Tổng thống Putin. Một mong muốn xuyên suốt của chính phủ Ukraine suốt hàng chục năm qua chính là được gia nhập Liên minh châu Âu EU và xa hơn nữa là tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tham gia vào các tổ chức này nghĩa là Ukraine đoạn tuyệt với nước Nga để trở thành một phần của thế giới phương Tây. Đặc biệt, với việc gia nhập NATO, Ukraine sẽ được sự bảo vệ trực tiếp của khối quân sự hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Điều 5 của Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương quy định về phòng vệ tập thể của Liên minh quân sự, trong đó ghi nhận rằng việc tấn công vũ trang vào một thành viên của NATO, tức là tấn công vào tất cả các thành viên của tổ chức, và các thành viên NATO sẽ phòng vệ tập thể bằng các hoạt động của lực lượng vũ trang. Nhìn lại lịch sử, Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết trước đây cũng đã từng nhận được sự bảo vệ tương tự trong khuôn khổ của khối Hiệp ước Warsaw, thành lập năm 1955. Đây là khối quân sự bao gồm các quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa, cũng có những quy định tương tự về phòng vệ tập thể như NATO. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra hiện nay đó là Ukraine hiện đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Một phần đáng kể lãnh thổ được Ukraine tuyên bố chủ quyền, bao gồm bán đảo Crimea và các lãnh thổ tỉnh miền đông nước này đang bị Nga chiếm giữ, thậm chí còn bị sáp nhập luôn vào nước Nga. Vì lẽ đó, nếu như chấp thuận cho Ukraine gia nhập NATO vào lúc này, không khác gì tuyên chiến với Nga. Và đó là điều mà tất cả các nước NATO đều không muốn. Cho đến giờ này, đây vẫn chỉ là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, khi chính quyền Kiev chiến đấu với quân đội Nga bằng vũ khí, khí tài do phương Tây viện trợ. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, NATO tuyên bố sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự này trong tương lai, nhưng lại không nói rõ bằng cách nào và khi nào. Hiện tại, NATO vẫn chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga với nhiều gói viện trợ khác nhau và tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ chính quyền Zelensky. Nhìn chung, những cam kết của NATO về sự gia nhập của Ukraine là rất chung chung, mơ hồ và thiếu rõ ràng. Trong bối cảnh đó, giải pháp mô hình Israel nổi bật lên như một phương thuốc cho con bệnh Ukraine. Giải pháp này đã được giới chính trị phương Tây bàn thảo từ lâu, nhất là khi chiến sự bùng nổ và việc Ukraine gia nhập NATO đi vào bế tắc trên thực tế. Đầu tháng 6 năm 2023, tờ New York Times lần đầu đặt vấn đề về mô hình Israel trên mặt báo. Giải pháp này được mô tả như sự cam kết giới hạn của phương Tây đối với Ukraine. Trả lời phỏng vấn với CNN ngày 7 tháng 7 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã nói: "Tôi không cho rằng Ukraine sẵn sàng cho việc trở thành thành viên NATO vào lúc này. Tôi không nghĩ có sự nhất trí trong nội bộ NATO về việc có kết nạp Ukraine vào gia đình NATO vào lúc này hay không, khi mà Ukraine đang ở giữa cuộc chiến. Ukraine trở thành thành viên của NATO, điều đó đồng nghĩa với việc NATO phải bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của nước này. Nên nếu chiến tranh đang diễn ra, thì chúng ta đều ở trong trạng thái chiến tranh, cụ thể ở đây là với Nga." Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cũng mở ra một khả năng cho Ukraine, đó là Mỹ sẵn sàng cung cấp an ninh cho Ukraine tương tự như mô hình cung cấp an ninh cho Israel, bao gồm cung cấp vũ khí và năng lực tự vệ. Mặc dù vậy, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu như có thỏa thuận hòa bình hay lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga. Hiện chưa rõ ý cụ thể của ông Biden ở đây là gì, vì Mỹ đã cam kết không đàm phán về Ukraine nếu thiếu người Ukraine. Trong khi đó, Nga tuyên bố không đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky mà sẽ chỉ thương lượng với các bên phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Trở lại với mô hình Israel, đây là một mô hình đặc thù mà Mỹ và NATO dành cho đất nước Do Thái. Là một quốc gia bé nhỏ ở vùng Trung Đông, Israel liên tục chịu sự đe dọa về quân sự từ các quốc gia Hồi giáo láng giềng. Trong suốt lịch sử của mình, Israel đã liên tục trải qua các cuộc chiến với khối Ả Rập, đỉnh điểm là vào các năm 1948, 1967 và 1973. Để hỗ trợ cho Israel chống lại các quốc gia Ả Rập được Liên Xô hậu thuẫn, Mỹ đã dành cho Israel những ưu đãi đặc biệt, coi quốc gia này là đồng minh lớn ngoài NATO. Mặc dù Israel không phải là thành viên NATO, cũng không có hiệp ước phòng thủ chính thức với Mỹ, nhưng chính quyền Washington vẫn ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng, đồng thời cung cấp vũ khí hiện đại
và viện trợ quân sự hàng tỷ đô la cho Tel Aviv. Kể từ thập niên 1960, các đời Tổng thống Mỹ đều duy trì mối quan hệ Mỹ-Israel một cách cực kỳ chặt chẽ và hợp tác sâu sắc, giống như mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Điều đó đã dẫn đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo Mỹ và Israel, đồng thời giúp Israel xây dựng được quân đội có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Mỹ cũng cung cấp cho Israel các khoản viện trợ quân sự lớn trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đô la. Mặc dù viện trợ quân sự của Mỹ thường đòi hỏi phải mua vũ khí do Mỹ sản xuất, nhưng Israel cũng được phép sử dụng một phần số tiền đó để mua vũ khí của các nhà sản xuất trong nước, góp phần giúp ngành công nghiệp quốc phòng nước này phát triển mạnh mẽ. Từ những phân tích trên, có thể hiểu mô hình Israel là khái niệm chỉ mô hình ứng xử của Mỹ trong một cuộc xung đột kéo dài với các đường biên giới vẫn chưa ổn định. Mô hình Israel chính là Mỹ và NATO sẽ hỗ trợ cho Ukraine mà không cần đến một hiệp ước phòng thủ chính thức. Hiện nay tình hình phân tuyến giữa Nga và Ukraine đang vẫn giằng co, rất căng thẳng, tương tự như đường biên giới của Israel với các nước láng giềng suốt hàng chục năm qua. Cần nhớ rằng biên giới của Israel đã thay đổi liên tục theo hướng mở rộng. Kể từ sau cuộc chiến với khối Ả Rập năm 1948 đến nay, Mỹ là quốc gia duy nhất công nhận quyền kiểm soát của Israel đối với cao nguyên Golan và cùng với một số ít quốc gia khác coi Jerusalem là thủ đô của Israel. Hiện tại quy chế bờ Tây vẫn đang bị tranh cãi cả trên trường quốc tế và trong nội bộ Israel. Theo chuyên gia Grant Romley, một mối quan hệ như vậy sẽ gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Nga, trong khi không khiến Mỹ phải vướng vào một hiệp ước chính thức. Quan trọng hơn cả, Mỹ sẽ tránh được một điều khoản như điều 5 của Hiến chương NATO, trong đó tuyên bố rằng một cuộc tấn công chống lại một quốc gia thành viên là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên còn lại. Mặt khác, trong nội bộ nước Mỹ, mô hình Israel dành cho Ukraine cũng có nghĩa là các khoản chi phí cho chính quyền Kiev sẽ được sử dụng hiệu quả và có kế hoạch hơn. Hiện nay, các khoản chi phí cho quân đội Ukraine vẫn đang là ứng biến của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, mà thiếu đi những kế hoạch dài hạn. Kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào đầu năm 2022 đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 41 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Để so sánh, vào năm 2016, Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận hỗ trợ an ninh 10 năm trị giá 38 tỷ đô la dành cho Israel. Như vậy là chỉ hơn một năm chiến sự ở Ukraine đã tiêu tốn số tiền nhiều hơn khoản chi phí 10 năm dành cho Israel, một đồng minh thuộc diện quan trọng nhất của nước Mỹ. Nếu theo mô hình Israel, Quốc hội Mỹ có thể thông qua một thỏa thuận viện trợ quân sự dài hạn giúp Ukraine xây dựng quân đội trong nhiều năm, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng cách cho phép Kiev mua vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước. Về phía Kiev, mô hình Israel cũng mang lại sự chủ động lớn hơn. Thay vì phải tuân thủ các chỉ lệnh từ Mỹ và NATO, chính phủ và quân đội Ukraine có nhiều sự tự do hơn để đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại của riêng mình so với các đồng minh của Mỹ đã ký các hiệp ước chính thức. Lấy ví dụ, Israel đã đơn phương đưa ra quyết định đánh phá lò phản ứng hạt nhân Oshirak của Iraq vào năm 1980, ngay sau khi không quân nước này nhận được các máy bay chiến đấu F-16 hiện đại từ Mỹ. Điều này đã khiến cho Nhà Trắng hết sức giận dữ vì bị qua mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng, có nhiều ý kiến quan ngại rằng hoàn cảnh của Ukraine hiện nay không phù hợp với mô hình Israel và giải pháp này không thể kìm chân được con gấu Nga trong cuộc chiến với Kiev. Ông Ian Brzezinski, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định, nếu cộng đồng xuyên Đại Tây Dương áp dụng mô hình Israel với Ukraine, Kiev sẽ bị bỏ rơi trong vùng xám của sự bất an. Các nhà lãnh đạo của Mỹ và phương Tây trong nỗ lực tránh xung đột toàn diện với Nga đã nói rằng Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên NATO khi xung đột kết thúc. Chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông hiểu lý do Kiev không thể gia nhập NATO vào lúc này. Trước hết, Ukraine rất khác biệt với Israel. Israel giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Mối quan hệ của Mỹ với Israel nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Nghị viện Mỹ suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, không rõ các nhà lập pháp Mỹ sẽ đồng ý viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại Nga trong bao lâu. Ít nhất cho đến nay, cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa đều ủng hộ viện trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine, nhưng đã có dấu hiệu cho thấy sự bất đồng giữa một số thành viên đảng Cộng Hòa. Mặt khác, Israel sở hữu quân đội hùng mạnh và kho vũ khí hạt nhân, cho phép họ có vị thế bình đẳng hơn với Mỹ, trong khi Ukraine lúc này
là một bệnh nhân đang hấp hối, chỉ cầm cự bằng viện trợ từ phương Tây. Có thể nói không ngoa rằng toàn bộ dự trữ chiến tranh của Ukraine đã bị Nga phá hủy. Nền công nghiệp quốc phòng từ thời Liên Xô của chính quyền Kiev đã bị bòn rút suốt nhiều năm và cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn trong chiến sự. Quân đội Ukraine hiện nay chỉ có thể chiến đấu bằng viện trợ của phương Tây và xây dựng lại cũng bằng viện trợ của phương Tây. Cuối cùng, mối đe dọa trực tiếp của Israel chỉ là các chiến binh Palestine, Hamas hay Hezbollah không được trang bị hiện đại và chiến đấu theo phương thức du kích. Trong khi đó, đối thủ của Ukraine hiện nay là một nước Nga siêu cường với vũ khí hạt nhân. Lẽ dễ hiểu, việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, dù cho với cường độ lớn hơn, cũng khó có thể kìm chân được nước Nga trong cuộc chiến tranh này. Trong khi đó, ngay giữa các nước phương Tây cũng bắt đầu những mầm mống chia rẽ trong chính sách đối với Ukraine. Tuy nhiên, sau tất cả, với Tổng thống Zelensky, mô hình Israel dù còn hạn chế, nhưng còn tốt hơn việc chính quyền Kiev bị bỏ mặc bởi thế giới phương Tây. Ngay cả các chuyên gia từ Israel cũng lên tiếng cho rằng Ukraine nên trân trọng những cơ hội củng cố quan hệ với Mỹ. Từ lập trường của Tel Aviv, quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Israel đang được xây dựng trong hàng chục năm. Và Ukraine không thể có được điều này trong một sớm một chiều. Vì vậy không gì tốt hơn là bắt đầu ngay bây giờ. Mặt khác, Ukraine cũng nên sử dụng các biện pháp đảm bảo an ninh nếu có một cách hợp lý và không vượt qua các lằn ranh đỏ mà Mỹ vạch ra. Cần phải hiểu rằng Mỹ có thể sử dụng các đảm bảo an ninh không chỉ như một củ cà rốt mà còn như một cây gậy. Để kết lại, mô hình Israel là một giải pháp cho việc NATO không thể kết nạp Ukraine và nhảy vào đối đầu trực diện với nước Nga của ông Putin trong một cuộc chiến tranh. Dù không có một hiệp định phòng thủ chính thức, giải pháp này cũng giúp cho sự viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine trở nên có hệ thống và có lâu dài hơn. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là giải pháp này không thể kìm chân được Nga trong ngắn hạn, và Ukraine cũng không có vị thế như Israel trong đối thoại với Mỹ. Mô hình Israel không thể thay thế giải pháp gia nhập NATO cho Ukraine, nhưng Kiev cần phải hiểu rằng việc được đảm bảo an ninh sẽ tốt hơn là không có gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.